Trịnh Sảng tên thật là Trịnh Y Hàm, cô sinh năm 1991 tại Thẩm Dương, Trung Quốc và là con một trong gia đình bình thường với mẹ là nhân viên, còn cha là nhà kinh doanh. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật, nhưng Trịnh Sảng đã sớm được cha mẹ định hướng theo nghiệp diễn, nên ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được gửi gắm ở những lớp học nghệ thuật và các lớp học múa. Cô sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và cùng lúc đỗ cả ba trường đại học danh tiếng là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Bắc ảnh, Trung Hí, Thượng Hí và quyết định theo học Bắc ảnh để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Nếu chỉ nhìn vào những thành công và hào nhoáng bên ngoài, ít ai biết rằng đằng sau những thành tích mà cô gái bé nhỏ gặt hái được ấy là chuỗi ngày tuổi thơ đầy áp lực, nước mắt và cả sự cô đơn. Trịnh Sảng với tuổi thơ mấy vui vẻ. Từ nhỏ, Trịnh Sảng đã phải chịu áp lực lớn từ gia đình. Mẹ luôn yêu cầu cô phải đứng đầu trong lớp và áp dụng thiết quân luật để kiểm soát con gái mình vô cùng chặt chẽ. Thậm chí đến việc bồi dưỡng cô phát triển nghệ thuật cũng là vì thực hiện ước mơ mà chính bà chưa hoàn thành. Có lẽ vì vậy mà suốt trong những năm tháng thơ ấu, Trịnh Sảng luôn là con nhà người ta với những chứng nhận bằng khen xếp chật đầy ngăn tủ như một cách làm để thỏa mãn sự hài lòng cha mẹ. Cũng bởi lẽ ấy mà cô gái bé nhỏ chỉ mới 12 tuổi năm nào đã sớm phải đối diện với những áp lực, cô đơn mà ít ai người thấu hiểu được. Trong những năm tháng xa nhà từ Thẩm Dương lên Thành Đô để học tập, không có người thân bên cạnh cộng với việc giọng nói từ vùng quê đã khiến cô thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và gọi là đồ nhà quê, khiến Trịnh Sảng không thể hòa nhập. Khi tham gia chương trình Khu rừng nhỏ Diệu Kỳ cùng với Đàm Tùng Vận, Ngô Kỳ Long và Trương Tân Thành, Trịnh Sảng tâm sự: "Hiểu chuyện quá sớm vốn không phải là một chuyện hạnh phúc, bởi vì bản thân tôi cũng sớm hiểu chuyện nên luôn có nhiều yêu cầu cho bản thân từ lúc nhỏ, mất đi rất nhiều sự vui vẻ mà mình nên có. Trưởng thành là chuyện rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng không có ai trưởng thành là do trời sinh cả mà phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ mới có thể trưởng thành chín chắn. Thế nhưng cái giá phải trả của sự trưởng thành quá nhiều, phiền não cũng nhiều. Ai mà không muốn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ cơ chứ? Hiểu chuyện quá sớm chỉ làm người khác cảm thấy bạn hiểu chuyện là điều tất nhiên mà thôi." Những tâm sự của nàng tiểu hoa đán khiến người hâm mộ không khỏi xúc động và cảm thông, có lẽ cũng bởi vì trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc mà Trịnh Sảng mới trở thành cô gái độc nhất vô nhị trong lòng khán giả hôm nay, mạnh mẽ kiên cường với trái tim chất chứa nhiều tổn thương và yếu đuối. Nữ thần thanh xuân với nhiều vai diễn gây tranh cãi. Cô nữ sinh tài năng của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và chính thức ra mắt với vai chính đầu tiên trong bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng khi mới 18 tuổi. Ra mắt đúng thời điểm bộ phim truyền hình đình đám Vườn sao băng của Hàn Quốc đang oanh tạc khắp châu Á, nhưng Cùng ngắm mưa sao băng lại nhận được sự chú ý ngoài dự đoán nhờ đánh trúng và thỏa mãn tâm lý mơ mộng của các bạn trẻ. Bộ phim đã đứng đầu vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tỷ suất người xem trên truyền hình. Cũng nhờ bộ phim này, Trịnh Sảng một bước trở thành ngôi sao trẻ được săn đón và người hâm mộ đã ưu ái đặt cho cô biệt danh là Nữ thần thanh xuân. Vẻ đẹp trẻ trung, đầy sức sống phù hợp với hình tượng nhân vật cùng lối diễn xuất linh hoạt đã giúp Trịnh Sảng hoàn thành tốt vai diễn và ghi đậm dấu ấn trong lòng người xem. Đầu năm 2010, Trịnh Sảng tiếp tục xuất hiện trong phần tiếp theo của Lại cùng ngắm mưa sao băng và phần 2 này lại một lần nữa lập kỷ lục về tỷ suất người xem. Vai diễn đã mang lại cho cô đề cử đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình Golden Eagle lần thứ 25 và trở thành ứng cử viên trẻ tuổi nhất trong năm đó. Trong suốt hơn 10 năm sự nghiệp, Trịnh Sảng đã bỏ túi một số lượng các tác phẩm đồ sộ như Họa Bích, Đóng cùng vợ chồng Đặng Siêu, Tôn Lệ. Cô cũng từng hợp tác cùng dàn diễn viên đình đám như Lý Dịch Phong, Trần Vĩ Đình, Dương Mịch trong Cổ kiếm Kỳ Đàm và tham gia đóng Võ Tắc Thiên Bí Sử, Hoàng Đồ Hằng, Thái Bình Công Chúa Bí Sử hay Đẳng cấp Quý Cô Hai. Tuy nhiên, sự thành công quá lớn của Cùng ngắm mưa sao băng đã trở thành một cái bóng khó có thể vượt qua của người đẹp 9X khi hầu hết các vai diễn đều chỉ dừng lại ở hình tượng đáng yêu tinh nghịch, nữ thần thanh xuân. Phần lớn các tác phẩm cô tham gia đều nhận nhiều ý kiến trái chiều về lối diễn xuất mờ nhạt cùng biểu cảm cứng nhắc của nàng tiểu hoa đán. Không để khán giả và người hâm mộ phải thất vọng quá lâu, vai diễn Hoa hậu giảng đường Bối Vi Vi trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã giúp Trịnh Sảng lấy lại ánh hào quang và nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Nữ minh tinh được khen ngợi hết lời về nhan sắc và cũng như phản ứng hóa học ngọt ngào van ý với nam chính Dương Dương. Bộ phim tuy tạo được tiếng vang lớn nhưng diễn xuất của Trịnh Sảng vẫn là đề tài gây tranh cãi khi giới mộ điệu tỏ ra khá thất vọng vì lối diễn một màu, mờ nhạt, cứng nhắc của cô và tạo hình được nhận xét là không phù hợp với hình tượng Bối Vi Vi. Không chỉ tích cực tham gia các dự án phim điện ảnh trong nước, Trịnh Sảng còn có cơ hội hợp tác với nam thần xứ Kim Chi Lee Jong Suk trong phim Người tình Phỉ Thúy. Bộ phim được quay tại Thượng Hải và lấy bối cảnh tình yêu những năm 1930. Tác phẩm tiếp theo mà cô đóng là bộ phim Hạ Chí Chưa Tới
với sự góp mặt của dàn sao triển vọng như Bạch Kính Đình, Trần Học Đông, Lý Hiện và Hồ Nhất Hiên. Với chủ đề Thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng và trong sáng, Hạ Chí Chưa Tới đã nhận được sự chú ý ngay từ những tập đầu tiên. Tuy nhiên, diễn xuất của Trịnh Sảng lại một lần nữa nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi thể hiện hình tượng Lập Hạ thiếu tự nhiên, không thể hiện được cảm xúc. Nhưng có những bình luận lại cho rằng nữ thần Thanh Xuân đã thể hiện rất tốt nét hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng của một cô nữ sinh mới lớn. Hai tác phẩm tiếp theo của Trịnh Sảng trong năm 2018 là Sổ tay bảo mẫu của tôi và Vì em anh nguyện yêu cả thế giới lại không gặt hái được thành công khi nhận về nhiều đánh giá và phản hồi tiêu cực. Khi Sổ tay bảo mẫu của tôi vướng phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh khả năng diễn xuất của nữ diễn viên, còn Vì em anh nguyện yêu cả thế giới lại dính vào những lùm xùm truyền thông. Điểm sáng duy nhất trong sự nghiệp của Trịnh Sảng vào năm 2018 có lẽ là Thanh Xuân Đấu, bộ phim đầy tâm huyết của đạo diễn Triệu Bảo Cương với sự góp mặt của dàn diễn viên Hồng Kông và Trung Quốc nổi tiếng như Janelle Singh, Ngô Thiên Ngữ, Tas Lau, Lâm Tử Thiện. Bộ phim được đánh giá tốt với kịch bản có chiều sâu, thể hiện những khía cạnh rất đời thường và chân thực của cuộc sống, chứ không hề màu mè hay hoa mỹ. Diễn xuất của Trịnh Sảng cũng được nhận xét là đã trưởng thành hơn theo thời gian. Mặc dù vướng phải nhiều lùm xùm liên quan đến tài năng diễn xuất, nhưng không thể phủ nhận rằng Trịnh Sảng vẫn là một ngôi sao được nhiều người yêu mến và ủng hộ. Cô được Tuần San Giải trí Nam Đô bầu chọn làm một trong bốn tiểu hoa đán 9X cùng với Dương Tử, Châu Đông Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô cũng được bình chọn là minh tinh có độ nổi tiếng nhất trên Weibo vào năm 2019. Đời tư đầy sóng gió của Trịnh Sảng. Trương Hàn và Trịnh Sảng bén duyên sau bộ phim Đầu Tay cùng Ngắm Mưa Sao Băng của cô. Thời điểm đó, cả hai được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Và trong mắt công chúng thì Trịnh Sảng là một cô gái yêu thương và hy sinh hết mực vì người thương. Trong giai đoạn nở rộ và phát triển của sự nghiệp, Trịnh Sảng chọn lui về phía sau chăm lo cho tình yêu của mình. Cô hạn chế nhận các dự án phim cũng như các hợp đồng lớn và thậm chí còn từ chối đóng cảnh hôn thân mật với bạn diễn khác vì sợ người yêu ghen. Hy sinh cho tình yêu nhiều là thế, nhưng chỉ sau 5 năm, cả hai đã đường ai nấy đi vì nhiều lý do rất đáng tiếc. Trong đó nghi vấn lớn nhất được đặt ra đó là sự xuất hiện của cô Lực Na Chát, người bạn gái tiếp theo được Trương Hàn công khai đã làm rạn nứt mối tình Trương Hàn, Trịnh Sảng. Hồ Ngọc Bân là cái tên tiếp theo được nữ diễn viên công khai tình cảm, bất chấp những lời đồn đại, châm biếm do ngoại hình chênh lệch và những tin đồn lăng nhăng hay đa tình của đối phương, Trịnh Sảng vẫn một mực tin tưởng và yêu Hồ Ngọc Bân say đắm. Mối tình này của nữ minh tinh đã khiến giới báo chí tốn không ít giấy mực vì sự hợp tan liên tục của cặp đôi và cho đến đầu năm 2016, cả hai đã đường đường chính thức chia tay sau khi nam ca sĩ lộ ảnh vào khách sạn cùng một cô gái lạ. Có thể nói rằng, Trịnh Sảng là một trong những nữ minh tinh có đường tình duyên trắc trở nhất làng giải trí Trung Quốc khi phải trải qua những cuộc tình không mấy hạnh phúc và kết thúc một cách chóng vánh. Trịnh Sảng công khai hẹn hò với Trương Hằng từ giữa năm 2018. Cặp đôi cũng vướng phải sự phản đối của người hâm mộ vì những tin đồn xấu xoay quanh đời tư của Trương Hằng. Sau khi yêu Trương Hằng, Trịnh Sảng bắt đầu đầu tư vào kinh doanh nhưng không thành công nên cả hai chia tay trong ồn ào và tranh chấp kinh tế. Có tin đồn về sự tái hợp của cặp đôi nhưng hai bên đã nhanh chóng phủ nhận.